Vì yêu anh nên mình luôn quan tâm đến những đam mê của anh. Người yêu cũ anh là một người cực kỳ đam mê thể thao, nhưng cơ địa của anh ấy lại ra rất nhiều mồ hôi khi vận động. Tình cờ mình xem được video này của anh Bill nè, nói về chiếc quần giúp cho các anh chơi thể thao không bị bít mắt. Thế là mình đã biết đến chiếc quần boxer Remax này. Quần được làm từ vải thun lạnh mỏng mịn, vì hai bên hông và phần sau thắt lưng là nơi thường ra nhiều mồ hôi nên boxer men đã cải tiến thêm phần phối lưới giúp tăng khả năng thấm hút và thông thoáng cho chiếc quần. Lớp lót còn được trang bị thêm thấm hút một chiều giúp đẩy chất lỏng ra ngoài, kháng khuẩn và khử mùi hiệu quả. Chưa hết, đai và viền quần được ép nhiệt giúp anh ấy hoạt động thoải mái hơn và tự tin hơn mà không bị cấn ngứa. Đang có chương trình mua 3 free ship mua 5 tặng 1 cũng được free ship luôn nè. Chị em nào có người yêu mê thể thao thì truy cập ngay boxermin.vn để chọn ngay kiểu quần phù hợp với đam mê của anh ấy nha.